đó mọi người. Hôm trước thì có một số bạn có inbox cho mình hỏi là làm sao để có thể đăng ký cái chương trình khuyến mãi Shopee mà do tụi shop mình đăng ký luôn, và cái sản phẩm của mình nó sẽ hiện mức giảm giá từ 35.000 xuống còn 2, gặp một cái xong xuống còn 25.000 á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vô cái phần kênh marketing của Shopee để mình có thể tự thực hiện cái chương trình khuyến mãi của shop nhé. Đầu tiên mình nhấn vào Shopee, sau đó vào một shop của tôi, sau đó mình kéo xuống và chọn kênh marketing. Trong kênh marketing mình sẽ chọn chương trình của tôi nha. Đây bạn sẽ thấy ba mục là sắp diễn ra, đang diễn ra và đã kết thúc. Các chương trình đã kết thúc, mình cài rất là nhiều chương trình khuyến mãi rồi ha. Bây giờ mình vô phần tạo chương trình khuyến mãi. Tiếp theo mình sẽ nhập tên chương trình khuyến mãi là khuyến mãi test tháng 7 2020. Sau khi nhập tên thì mình sẽ vô phần thời gian, mình sẽ chọn chương trình khuyến mãi bắt đầu là ngày 18 tháng 6 và kết thúc là 18 tháng 7. Giới hạn đặt hàng mình đặt cho số lượng là giới hạn là 10. Giá mình đặt là 30% nha. Tiếp theo bấm vô phần thêm sản phẩm. Mình sẽ chọn các sản phẩm nào chưa có chương trình khuyến mãi đây nha, sữa Milo, vòng eo và hộp mỏ. Ở đây các bạn thấy là giá đã được mặc định giảm 30% và giới hạn đặt hàng là 10. Các bạn sẽ kiểm tra lại xem cái giá thành này đã ok chưa. Đối với mình thì thông thường mình sẽ nhập thủ công lại ha. Ở đây với sản phẩm sữa thì mình sẽ để là 295.000. Hàng là 5 nha. Tiếp theo mình thấy cái giá vòng lắc eo là 132.300 thì nó có vẻ hơi thấp nên mình sẽ quyết định tăng giá lên nha. Mình tăng giá lên là 159.500. Rồi, cái hộp màu giá ok rồi, vậy là mình xong, mình sẽ bấm lưu lại ở dưới cùng đi nha. Vậy là các bạn đã tạo xong chương trình khuyến mãi rồi nhé. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.